Những nguyên tắc tối kỵ khi uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành là thức uống bổ dưỡng cho sức khỏe. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc tối kỵ bạn cần lưu ý khi sử dụng loại thực phẩm này. Không nên đánh trứng với sữa đậu nành. Nhiều người cho rằng đánh trứng với sữa đậu nành hoặc uống sữa đậu nành với trứng có thể tăng thêm chất dinh dưỡng. Thực tế hoàn toàn trái ngược, vì lòng trắng trứng kết hợp với men trypsin trong sữa đậu nành tạo thành hợp chất kết tủa làm cơ thể khó hấp thu. Hơn nữa, nó còn làm mất đi những chất dinh dưỡng của trứng và sữa đậu nành. Không nên uống quá nhiều sữa đậu nành một lúc. Đối với người lớn, một lần không nên uống quá 500ml. Nếu uống quá nhiều sẽ dẫn đến đau bụng, đi ngoài do các chất dinh dưỡng trong sữa đậu nành không được hấp thu hết, ảnh hưởng không tốt đến tiêu hóa. Không uống sữa đậu nành khi đói. Nếu uống sữa đậu nành lúc đói, hầu hết các protein sẽ thay đổi thành nhiệt và sẽ được tiêu thụ trong cơ thể. Có thể không phát huy tác dụng thuốc bổ. Nên ăn một số loại thực phẩm giàu tinh bột khi uống sữa, chẳng hạn như bánh mì, bánh ngọt, bánh mì hấp. Do đó, dưới tác động của tinh bột, protein hoàn toàn có thể phản ứng với dịch dạ dày và làm cho các chất dinh dưỡng được hấp thụ hoàn toàn bởi cơ thể. Không nên dùng quá nhiều sữa đậu nành trong ngày, bởi cơ thể sẽ phải tiêu hóa protein quá mức, sinh ra các triệu chứng như chướng bụng, đi ngoài, trong trường hợp bị nhức đầu, tắc nghẽn đường hô hấp và các triệu chứng khác sau khi uống sữa đậu nành, ngay lập tức phải khám và tư vấn bác sĩ để được điều trị kịp thời. Không nên đựng sữa đậu nành trong bình giữ nhiệt. Vi khuẩn rất dễ sinh trưởng, phát triển trong sữa đậu nành ở nhiệt độ ấm. Sau 3 đến 4 giờ, sữa đậu nành sẽ bị biến chất và không thể sử dụng được nữa. Ai không nên uống sữa đậu nành? Người bị viêm dạ dày. Sữa đậu nành không thích hợp cho những ai bị viêm dạ dày cấp và mãn tính. Sữa đậu nành sẽ khiến cho axit trong dạ dày bị dư thừa, sẽ rất dễ bị đầy hơi, khi đó bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Người bị loét dạ dày và viêm thận. Những người bị loét dạ dày tốt nhất không nên uống sữa đậu nành, bởi một chút đường trong sữa cũng đủ khiến cho những ai bị căn bệnh này đầy bụng, ợ hơi và các triệu chứng khác. Những người bị viêm dạ dày và suy chức năng thận nên cần một chế độ ăn protein thấp, trong khi sữa đậu nành và các sản phẩm từ đậu lại rất giàu protein. Các chất chuyển hóa của nó sẽ làm tăng gánh nặng cho thận. Người bị sỏi thận. Oxalate trong sữa đậu nành rất dễ kết hợp với canxi trong thận để tạo ra sỏi thận. Vì vậy, những bệnh nhân mắc bệnh sỏi thận cũng không nên uống sữa đậu nành. Người bị bệnh gút. Những người mắc bệnh gút cũng không nên sử dụng sữa đậu nành. Gút là bệnh do rối loạn chuyển hóa purin gây ra, trong hàm lượng purin có trong sữa đậu nành tương đối cao.